Vâng, và xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe gian dòng touring có giảm xóc, gian XCR 3700. Và hôm nay đây là một chiếc xe có giảm xóc được trang bị nguyên bộ cấu hình của Shimano SLX. Một trong những cấu hình gần như là trùng cuối của dòng touring và địa hình rồi. Bây giờ em sẽ đi vào đánh giá chiếc xe. Vâng, và đây là ngoại hình thì chiếc xe đây là màu đầu tiên về tại cửa hàng hàng em, màu đen cam. Vâng, lớp sơn màu đen cam rất là mới các bác nhé. Em đánh giá chiếc xe là trên 90%, rất là bóng. Với dòng XCR 3700 các bác có thể phù hợp đi các bác đi đường phố hoặc là leo núi đổ đồi được. Cọc yên và yên nguyên bản của gian. Với dòng XCR này thì yên của nó thường có phản quang các bác nhé. Đây phản quang đây. Hình thức yên thì rất là mới. Tất cả đều nguyên bản theo gian. Giá XCR 3700. Các bác thể lên Google để search thêm về chiếc xe này. Em đã review rất nhiều lần chiếc xe rồi nhưng mà hôm nay là một chiếc một màu mới về lại cửa hàng em. Chưa về bao giờ. Và đây là một chiếc xe cao cấp nên được trang bị dây âm sườn. Đây đi trong sườn các bác nhé. Nguyên bộ cấu hình của SLX. Vâng. Đã có rất nhiều các bác hỏi em về chiếc xe XCR 3700 và hôm nay đã về một chiếc màu đen cam rất là đẹp. Và được trang bị khung nhôm alloy, đây một là hãng làm khung độc quyền của gian cho khung xe siêu nhẹ và bền các bác nhé, rất là nhẹ. Cổ phốt ghi đông nguyên bản theo gian, đây các bác có thể thấy gian. Và chiếc xe này được nâng cấp lên khóa hành trình trên tay. Các bác không phải quay xuống đây để vặn nữa. Mà trên tay đã có khóa rồi. Khóa và mở khóa nha. Xe được trang bị bộ tay bấm xả của Shimano SLX. Đây là bên lip. Bên đĩa. Bên lip này có 10 tầng bấm. Bên đĩa có 2 tầng cho xe 20 tốc độ. Tay nắm rất êm các bác. Giảm xóc. Giảm xóc nguyên bản của gian. Và đây là một chiếc tem chống hàng giả. Lốp và xăm. Lốp và vành nguyên bản của gian. Hình thức lốp rất là mới các bác nhé. Mayer nguyên bản của gian đây. Vâng, và em sẽ quay thông số lốp 700 x 38 c. Lốp này to hơn những lốp của dòng touring thông thường. Chiếc xe này phù hợp vừa đi đường phố và vừa đi leo núi được.
hầm may nguyên bản của Gian. Vâng. Gạt đĩa của SLX. Củ đề SLX. Đùi đĩa trục rỗng 2 tầng. Đùi đĩa nhôm. Trang bị bộ lip 10 tầng của Shimano. Xích và lip rất là mới các bác nhé. Đó sẽ đo size đứng của xe. 45. Và khung xe có ghi size S của các bác từ 1m6 đến 1m7. Có thể đi vừa chiếc xe này. Đây là hình thức lốp sau. Xe được trang bị phanh dầu nguyên bản của Shimano, phanh dầu thủy lực. Vâng. Bây giờ em sẽ đi vào chuyển động của xe. Lên lift. Sử nguyên bộ chuyển động của Shimano SLX. Rất tốt các bạn nhé. Mayer của Gian. Được, chuyển động rất tốt. Đùi đĩa 2 tầng. Đùi đĩa trục rỗng các bác nhé. Lên. Vâng, chuyển động rất là tốt. Chủ đề Shimano SLX. Vâng, và vừa đánh giá xong chiếc xe Gian XCR3700, một dòng touring có giảm xóc, sử dụng nguyên bộ cấu hình của Shimano SLX, đùi đĩa trục rỗng, khóa hành trình trên tay. Vâng, và chiếc xe đang được bán tại cửa hàng em với mức giá là 11.500.000, miễn phí ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975709943 để xem hình ảnh chi tiết về chiếc xe, và lên YouTube tìm Kiên Xe Đạp, nhấn theo dõi kênh và nhấn vào chiếc chuông để xem những chiếc xe mới đẹp về tại cửa hàng em. Vâng, xin chào, cảm ơn các bác đã theo dõi video. Vâng, và bên em cũng kinh doanh mua bán chuyên về đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Vâng, bác phải thấy rõ rất nhiều đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật, Cổ bên em. Đây, rất là nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ bên em. Và các bác lên... Và các bác lên trên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, đồng hồ chuyên đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Và các liên hệ theo cái số điện thoại Zalo 0936050424 và nhấn đăng ký theo các kênh và liên hệ theo số Zalo để được tư vấn chi tiết hơn.